Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Lacoste đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến từ website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay. Bên trong các bạn thấy là đây là một hộp mặt kính rất là quen thuộc đến từ thương hiệu Lacoste với tông màu xanh lam rất là nổi bật. Ở trên nắp hộp chúng ta sẽ thấy là tên thương hiệu Lacoste cùng với biểu tượng logo chú cá sấu rất là quen thuộc của thương hiệu này. Thì thương hiệu này chắc hẳn các bạn cũng không còn xa lạ gì. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn giới thiệu sơ một vài nét về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết, chúng ta có thể nắm bắt được. Đó là đầu tiên là thương hiệu Lacoste là một công ty của Pháp, được thành lập vào năm 1933 bởi vận động viên quần vợt Rens Lacoste và doanh nhân Henri Julia. Thương hiệu chuyên bán quần áo, giày dép, đồ thể thao, kính mắt, đồ da, nước hoa, khăn tắm và đồng hồ. Công ty có thể được nhận biết bởi biểu tượng chú cá sấu màu xanh lá cây rất là đặc trưng của thương hiệu. Và Rens Lacoste, người sáng lập công ty, đã được người hâm mộ đặc biệt danh là cá sấu vì sự ngoan cường của ông trên sân quần vợt. Vào tháng 11 năm 2012 thì Lacoste đã được mua lại hoàn toàn bởi tập đoàn Mauferes của gia đình Thụy Sĩ. Và đó là vài cái thông tin tổng quan về thương hiệu này cho các bạn có thể nắm bắt được nha. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhân vật chính của chúng ta. Phía bên trong chiếc mắt kính vẫn được bảo vệ rất là kỹ lưỡng trong một chiếc túi ni lông cẩn thận như thế này. Phía sau chúng ta sẽ có thêm một chiếc tắc của một vận động tên một vận động viên quần vợt Novak Djokovic. Các bạn chắc là xem quần vợt thì không lạ gì với trận đấu này. Và trên chiếc túi ni lông chúng ta cũng sẽ có một chiếc tem cung cấp một số thông tin về sản phẩm như là tên thương hiệu Lacoste nè, cùng với đó là mã sản phẩm L607SND, mã màu là 001, thông số kỹ thuật là 54-18-145. Đó là những thông tin về sản phẩm bên trong. Mã sản phẩm thì mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này dưới phần nội dung. Các bạn có thể truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nhé. Ở phía bên trong ngoài chiếc mắt kính thì chúng ta sẽ có thêm một phụ kiện đi kèm trong sách hướng dẫn sử dụng cũng tương đối là mỏng thôi các bạn. Tạm thời mình sẽ lấy ra nha. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Lacoste họ bảo vệ sản phẩm càng kính của mẫu sản phẩm này với một cái túi ni lông rất là đơn giản bên càng kính bên trái như thế này thôi. Đầu tiên mình xin chia sẻ về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Lacoste Black Square Men's Club, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ thương hiệu Lacoste. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 54mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, cũng như là chi tiết hai bên thái dương. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng nha, giúp cho các bạn có thể chọn được cho mình một mẫu mắt kính thứ nhất là hợp gu thời trang, thứ hai là phải mang lại cái trải nghiệm đeo thoải mái nhất thì chiếc mắt kính nó mới là phù hợp với bạn. Và cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 18mm, một chiếc càng kính tương đối trung bình. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây. Và màu trong kính của chúng ta sẽ có một cái màu xanh lục nha các bạn, tức là một green này, như các bạn có thể thấy màu xanh lục. Và trong kính này tất nhiên là 100% chống tia UV rồi, đó là chức năng cơ bản của chiếc kính mát. Trên ống kính bên phải chúng ta sẽ thấy là tên thương hiệu Lacoste cùng với biểu tượng logo chú cá sấu được khắc cực kỳ sắc nét luôn nha các bạn. Này mình để tay cho các bạn dễ thấy hơn ha. Đây, rất là sắc nét. Và phía bên ống kính còn lại chúng ta sẽ có một cái biểu tượng logo. Đây các bạn thấy ha, cái biểu tượng logo mới mình là mới thấy xuất hiện. Rồi, về phần càng kính trên mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính đánh giá tương đối dài nha các bạn, 145 là khá là dài. Và hầu hết kính râm và kính mắt đều có những cái số đo kích thước cũng như là mã sản phẩm đều được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Như đây, các bạn thấy là L607SND. Chúng ta sẽ có cái mã sản phẩm là mã màu là 001 và chúng ta sẽ có thêm một cái thông số kỹ thuật là 54-18-145. Sau cùng, tên bộ sưu tập này Novak Djokovic, cái phiên bản dành riêng cho cái bộ sưu tập Novak Djokovic này để tôn vinh cái thành tích của vận động viên quần vợt này nha các bạn. Và bên càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Lacoste cùng với biểu tượng logo chú cá sấu rất là đơn giản thôi. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Còn phía bên ngoài càng kính chúng ta sẽ có một cái logo, đây cái là cờ ba màu với tên thương hiệu Lacoste rất là nổi bật. Ở cả hai bên càng kính chúng ta đều có chi tiết này, nó làm tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn cho mỗi đồng hồ của chúng ta cũng như là
tăng cái độ nổi bật của cái phiên bản này dành cho tôn vinh cái vận động viên phòng vật ha, Novak Djokovic. Và dạng khung trên mẫu này cũng rất là quen thuộc trên các mẫu sản phẩm của Lacoste, đó là dạng khung vuông, tức là dạng square các bạn. Với các bạn có khuôn mặt tròn thì các bạn nên chọn những chiếc mắt kính có dạng chữ nhật hoặc là dạng vuông giống như thế này, vì nó có khả năng là nó đem lại một cái trải nghiệm đeo, nó tạo cảm giác khuôn mặt của bạn nó dài hơn, nó thanh thoát hơn và cân đối hơn rất là nhiều, từ đó giúp tôn dáng khuôn mặt và giúp bạn tự tin hơn. Về màu khung trên mẫu này thì chúng ta sẽ có một cái màu đen mờ rất là sang trọng và mang lại cái nét cao cấp dành cho sản phẩm của chúng ta. Chất liệu khung ở đây sẽ là nhựa plastic. Ưu điểm của loại nhựa này là đa dạng về kiểu dáng nè, màu sắc, đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi và thường được đệm bên trong là một lớp kim loại mỏng để có thể tăng cái độ bền cho sản phẩm. Và đặc biệt thì nó cho cảm giác đeo rất là thoải mái vì có trọng lượng rất là nhẹ nè, cũng như là an toàn và không gây dị ứng cho da. Đó là những cái ưu điểm rất là lớn của loại vật liệu nhựa plastic này. Nhựa plastic được sử dụng rất là nhiều trong ngành chế tác mắt kính nha các bạn. Và qua các góc quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% là không hề có dấu hiệu cấn móc hay trầy xước phía trên phần khung cũng như hai bên ống kính của chúng ta, các chi tiết còn rất là hoàn hảo luôn. Đây, phần đệm mũi của chúng ta có thêm hai phần cao su này, đệm rất là êm nha các bạn. Đó, một trong những cái thiết kế mình đánh giá khá là cao vì hầu như là những cái mẫu mắt kính mà chất liệu nhựa chúng ta sẽ không thấy có cái phần vật liệu cao su này nằm ở đây nha. Thứ nhất là nó sẽ tăng cái độ bám, thứ hai là cho cái trải nghiệm đeo nó sẽ êm hơn rất là nhiều, chúng ta sẽ không thấy bị cấn mũi. Rồi, đó là những cái điểm mà rất là nổi bật trên cái sản phẩm ngày hôm nay. Và tổng kết lại, các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta sở hữu một cái thiết kế rất là hiện đại nè, trẻ trung với kiểu dáng thời trang phù hợp với xu hướng hiện nay, dễ dàng kết hợp với rất khá là nhiều kiểu trang phục từ đơn giản thoải mái cho đến tinh tế hơn một chút xíu, chúng ta vẫn có thể diện được cái mẫu mắt kính này. Đồng thời bạn cũng có thể sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nó rất là dễ sử dụng, chúng ta có thể phối đồ rất là dễ dàng với cái tông màu đen cũng như cái kiểu kính dạng square như thế này. Và đó cũng là một số góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn. Nếu như mà nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Lacoste nói chung cũng như là mẫu Lacoste Black Square ngày hôm nay nói riêng ha. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã mắt kính cũng như là kính mát cũng như là kính mắt nè, với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.